Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần, đang nghèo khó bỗng đổi vận giàu sang, thần tài văn lộc giàu có nhất vùng. Vâng, xin được hoan hỉ chào đón tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Và thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị chúng ta gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài phát lộc. Quý vị thân mến, như vậy là năm cũ 2021 Tân Sửu đã qua và chúng ta cũng đã đi được nửa năm của năm nhâm dần 2022. Và trong tháng 6 âm lịch này thì ai cũng mong muốn mình sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt là khi bước sang năm mới nhâm dần 2022 thì chắc chắn là mọi người đều cố gắng và nỗ lực không ngừng để chúng ta có thể tìm kiếm những điều tốt đẹp để xây dựng mọi thứ trong cuộc đời mình viên mãn nhất. Và tháng 6 năm 2022 thì những gia chủ tử vi Sửu có vận may lội ngược dòng, được quý nhân tương trợ và thần tài chiếu cố đồng hậu. Cụ thể thì trước khi bước vào tháng 6 âm lịch thì con giáp này sẽ gặp được rất nhiều những may mắn quý vị ạ. Không những là công việc, cùng với đó là mọi kế hoạch đều được thuận lợi suôn sẻ. Ngoài ra thì Quý Sửu còn tìm được cơ hội tốt để có thể thay đổi cuộc sống của mình trong tháng 6 âm lịch này. Và trước khi bước vào nội dung cụ thể thì quý vị cũng đừng quên like kênh và nhấn vào quả chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đón xem nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của tất cả các quý vị gia chủ tuổi Sửu sinh năm 1973 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 mệnh tang đố mộc, tính tình lanh lợi, hoạt bát, họ có chính kiến riêng và cũng có dũng khí đứng ra bảo vệ quan điểm của mình. Họ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn kẻ yếu bị hiếp đáp, cũng vô tư giúp đỡ bạn bè không cần phải lo nghĩ, báo đáp. Tuy tính cách của người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 có phần hơi cứng nhắc, thẳng thắn quá nên rất dễ đắc tội với người khác. Bên cạnh đó, đây cũng có thể coi là nhược điểm lớn nhất của những người này. Họ quan niệm cây ngay, không sợ chết đứng, sống đúng với bản chất của mình, làm những gì mình cho là đúng thì không có gì phải e ngại. Nên người này nên tránh tranh cãi và mâu thuẫn với những người xung quanh của mình, đặc biệt đó là người yêu, người thân trong gia đình của mình vì những chuyện nhỏ nhặt, bởi vì điều đó sẽ nhanh chóng làm cho tình cảm của hai người trở nên phai nhạt. Với người đã kết hôn, không nên mắng mỏ, cãi cọ với con cái, hãy trân trọng hạnh phúc mà mình đang có, bảo vệ tổ ấm gia đình cùng với các thành viên trong gia đình, gia tăng tình cảm hơn nữa. Tháng này trên nhiều phương diện cuộc sống của những người tuổi Sửu sinh năm 1973 không được thuận lợi như ý muốn. Trong sự nghiệp, bạn gặp phải nhiều trở ngại, lại thêm ảnh hưởng tuổi tác, bản mệnh thường muốn từ bỏ giữa chừng. Hoặc dù có tiếp tục thì cũng không thực sự nhiệt tình trong quá trình tìm cách giải quyết. Thái độ làm việc không cẩn thận này khiến cho sai sót lại càng dễ dàng xảy ra hơn, nghiêm trọng có thể dẫn đến tình trạng bị giáng chức hoặc bị phạt tiền. Phương diện tình cảm cũng không thực sự ổn định. Bạn dễ bị lôi kéo bởi những cám dỗ bên ngoài, lạnh nhạt với nửa kia của mình. Nếu không tự nhắc nhở bản thân, bạn sẽ dễ sa ngã khiến hôn nhân đi đến bờ vực đổ vỡ. Xét về thiên can, Quý Âm Thủy gặp Đinh Âm Hỏa nên gọi là thất sát. Trong tháng này, các quý vị gia chủ tuổi Sửu nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không mong muốn. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng này cho thấy gia chủ sẽ có cơ hội phát triển sự nghiệp, thậm chí là có quý nhân tương trợ. Những điều cốt lõi là cần phải tự làm, tự ăn, ít trông cậy vào may rủi. Thành công đến từ năng lực, sự cố gắng là chủ yếu. Nếu chỉ trông chờ vào vận may mà không làm gì cả thì bạn rất dễ bị cướp mất cơ hội. Đồng thời trong tháng này công việc cũng có tính cạnh tranh rất cao, mạnh mẽ hơn, đòi hỏi bản mệnh phải không ngừng, nỗ lực, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cũng như là có tầm nhìn. Có như vậy bạn mới không bị tụt hậu so với lớp trẻ. Hãy cứ tin rằng chỉ cần cố gắng không ngừng thì chắc chắn sẽ thu được thành quả đáng mừng. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Quý Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Vận trình tài lộc của những người tuổi Quý Sửu trong tháng 6 âm lịch năm 2022 tuy có thăng tiến nhưng sẽ gặp phải một số khó khăn nhất định. Việc đầu tư kinh doanh sẽ khó chiếm được lợi thế và thậm chí là còn có thể bị cướp mất cơ hội và thua lỗ. Với những người làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ làm việc hết mình, chắc chắn thu được thu nhập cũng không thể nào ít. Người này biết cân đối thu chi,
không tiêu pha hoang đàng quá đỗi, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm và có khoản dự phòng cho tương lai. Bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác thêm được với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, dễ lợi bất cập hại. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tình hình sức khỏe trong tháng khá bình ổn, cơ thể dù có đau yếu nhưng cũng nhanh phục hồi và cần phải chủ động giữ gìn sức khỏe bản thân, thường xuyên rèn luyện tăng cường đề kháng thì không cần phải lo nghĩ tiềm ẩn những hiểm họa hay bất lợi. Bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi chúng ta cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe. Các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Quý Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, thầy Gia Cát nhận định tháng này gia chủ được nhiều sao tốt về nhân duyên chiếu mệnh và tuổi Quý Sửu duy trì được những mối quan hệ tình cảm tốt đẹp. Gia chủ may mắn luôn có được người thân bạn bè kề bên quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ, gia đạo êm ấm, con cháu chăm ngoan, học hành phát đạt. Tuy nhiên, giữa vợ chồng không thể tránh được những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, và nếu như cả hai biết bao dung cho nhau hơn, hạn chế những hơn thua nhỏ nhặt không đáng, thì tình cảm gia đình sẽ luôn bền vững. Nếu đang sống đơn thân thì mệnh chủ có thể dễ dàng kết giao với những người bạn mới trong những buổi họp hành, liên hoan và tìm thêm được niềm vui trong cuộc sống. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần, tháng Đinh Mùi của năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và hợi thành Mộc Cục, xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất và tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Quý Sửu trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 6 năm 2022, tức ngày 5 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 6 năm 2022, tức ngày 17 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Tân Mùi, có nạp âm Lộ Bàng Thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Quý Sửu trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 6 năm 2022, tức ngày 10 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 6 năm 2022, tức ngày 22 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Bính Tý, có nạp âm Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình mình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho những người tuổi Sửu trong tháng 6 âm lịch này. Và chắc hẳn là quý vị cũng biết được là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ?
Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để quý vị gia chủ tuổi Sửu sinh năm 1973 chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn và thành công hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.